làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ cùng ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ cùng ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chân gian.
nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin người ban phúc lành cho từ trời cao đầy xưa. Mẹ không còn nữa
thầy anh biết hoa đen nhiều bạn thầy yêu rằng học quan trọng học quan tâm vẫn còn cần chúng ta công độ đạo tràng hội phước tự cung đối phận tiền thành tâm thiết lệ kỳ cung tụng kinh giáng hội ứng kỳ siêu ương linh phạm thị rồi họ đang huy vọng giới quan danh diệu đức mất ngày 17 tháng 8 năm trăm dặm thượng thọ 90 tuổi thì danh hồ thương linh hiệp cứu quyền thất tố nội hội gia tiên ba túc đờ huynh cô gì thì hội thừa đức phật lần nay đám phật tiền đến ba văn sinh siêu thanh tịnh độ trong đám đau với tình tử ngào ngào cảm muôn phương thanh tịnh tâm hương toàn thể hồn Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ah.
Yeah.
Yeah.
Kinh tạ ma đi về như hải thần.
sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đường này ở nơi trai đường của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Từ Bi quan lâm trai đường để chứng minh cho buổi lễ cúng dường trai tăng trưa hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô A Di Đà Phật. Trên bàn chứng minh chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hội Phước Đệ Nhất Chứng Minh An Tọa, đồng cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng An Tọa. Nam Mô Bụt. Chúng con có nghe ca dao Việt Nam có câu: công cha bóng núi âm thầm, nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn, một đời giả nắng dầm sương, nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào. Với những ca từ đơn sơ mộc mạc nhưng chứa đựng những sự hy sinh thiêng liêng cao cả của hai đấng sanh thành cha và mẹ, một đời giải nắng dầm sương để nuôi đàn con dài khôn lớn nên người. Với những ân đức cao vời ấy, hàng Phật tử chúng con không biết lấy chi đền đáp cho căn sư. Hôm nay ngày 23 tháng 9 năm Nhâm Dần, hội đủ chiên lành được Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hội Phước tướng hạ, hàng Phật tử chúng con thành tâm câu hỏi về trai đường Chùa Hội Phước, thiết lễ trai tăng danh lân cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền Chư Tôn Tịnh Đức Tăng. Ngõ hầu đem phước báo cúng dường này hồi hướng kỳ nguyện kỳ siêu ngũ thất trai tuần cho hương linh Phạm Thị Giỏi pháp danh Diệu Đức, mất ngày 17 tháng 8 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 90 tuổi, cũng như chư hương linh của quyền pháp tổ được nương nhờ công đức cúng dường này mà sớm siêu sanh thoát quá, cũng như kỳ an cho gia đạo được tăng phước tăng họ. Và giờ này nơi trai đường đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp, đại diện chư tín chủ phát tâm cúng dường cung đối trước quý ngài, thành tâm xin nhân lên lời tác pháp cúng dường ngưỡng mong trên quý ngài thì từ chứng minh. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay hàng Phật tử chúng con có duyên xin duyên sự xin đầu thành đảnh lễ dâng lên lời tác bạch. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, giấc ngủ ngàn năm thó trở mình, lắng nghe lòng đất gọi phù sinh, trọn đời vẫn mãi luôn ghi nhớ, muôn thở còn đây một mối tình. Thật vậy, giữa cuộc đời này ai cũng có một thứ tình để tồn tại và vươn lên trong cuộc sống. Có những thứ tình để thoát qua một cách nhẹ nhàng như làn hương bay bổng, rồi lại thọt tan biến. Nhưng cũng có một thứ tình mà trọn cả cuộc đời này vẫn đậm đà thiêng liêng, không bao giờ thay đổi, chính là tình thương của cha mẹ dành cho con. Nghĩa mẹ như biển mênh mông, ăn cha cao bút sánh đồng Thái Sơn, để sao cho hết nghĩa ơn trả đền trọn vẹn ấy nên tu hành. Trên cuộc đời này không có tình thương nào bằng tình thương của cha mẹ thương con. Dẫu có bao nhiêu nhọc nhằn gian lao, cha mẹ cũng sẵn sàng đón nhận, miễn sao cho con mình được lớn khôn trong bình yên hạnh phúc. Người con lúc nào cũng là một phần thân thể và linh hồn của cha mẹ. Vì thế mà suốt cuộc đời, nhờ sự hy sinh của hai đất sinh thành mà chúng con được cơm no, áo ấm, nhờ sự giáo dục của cha mẹ tác thành mà chúng
nên người. Cha mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với chúng con, là người hướng dẫn chúng con trên dặn nẻo đường trần thế. Kính bạch chư tôn thiện đức, nói theo hạnh hiếu của một thiền liên Bồ Tát, chúng con cùng nhau dâng tập về chùa Hội Phước, sắm sành quả phẩm chay hiên trước dâng lên, hiến cúng mười phương chư Phật, sau cúng hiền tiền chư tôn thiền đức, ngưỡng mong trên quý ngài Ai Lăng Mẫn Cố Nhất Cố Nhất Kệ, cầu nguyện kỳ siêu ngũ thất trai tần cho hương linh Phạm Thị Giỏi pháp danh Diệu Đức mất ngày 17/8 nhâm dần, hưởng thọ 90 tuổi, cùng ngũ quyền thất tổ nội ngoại tôn thân của chúng con được nương nhờ phước báo cúng dường này mà tội nghiệp được tiêu trừ, sớm được giáng sanh nơi miền tịnh độ, cũng như kỳ an gia đạo chúng con được tăng phước họ, bệnh tật tiêu trừ, thanh tâm thường an lạc. Vào giờ này trước trai đường thanh tịnh trang nghiêm như pháp, toàn thể chư Phật tử chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức hoan hỷ chứng minh, nạp thọ giúp cho hàng Phật tử chúng con thành tụ đệ nhắc phước điều này để chúng con được trọn đầy công đức. Nam mô hiến cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính vừa rồi là lời tác pháp của đại diện chư tín chủ phát tâm cúng dường để cho buổi lễ trai tăng hôm nay được diễn ra đúng như chánh pháp và được thập phần viên mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Từ Bi ban bố cho hàng Phật tử chúng con lời đạo từ. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô A Di Đà Phật chứng minh. Nơi trai đường trạng nghiêm đáp lời mời của Bổn Tự, chư tăng đã quán hỷ về dự lễ trai tăng cầu siêu hôm nay đóng đủ. Trần thì anh tuyết pháp danh Diệu Bạch cũng như con cháu thầy tu trước trai đường để danh lời tạc bạch cúng dường. Thưa quý vị, trong sách Nho có câu dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân, có nghĩa là nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Bởi vì lúc mà cha mẹ sinh mình ra mình còn nhỏ thì đòi ăn đòi mặc đúng thứ chiều đòi hết, mà không được thì dẫm chân. Bây giờ mình lớn lên rồi thì cái công ơn của cha mẹ khó nhỏ em mình đã qua rồi. Thế thì bây giờ các con đã lớn, có gia đình, có vợ, có chồng, rồi sanh con ra, rồi nuôi con, cực khổ biết bao nhiêu. Thì chính cái cực khổ này bây giờ mình mới thấm thía, mình có nhớ lại cái lúc mình còn nhỏ mà bố mẹ mình cực khổ với mình. Mình đòi hỏi cái gì bố mẹ mình cũng cung cấp. Thì bây giờ con cái của mình đối xử với nó là sao? Mình xử sự với con cái mình sao? Mình kêu chủ mình nuôi con mình như thế nào? Thì mình mới biết ơn cha mình. Cái đạo lý của người Á Đông của chúng ta là người con lớn lên hiểu biết, có trình độ văn hóa, có phương thế làm ăn, thì tất cả những thứ ấy đều nhờ cái công lao lớn nhất của cha mẹ. Nếu bây giờ quý vị dùng bút mực văn chương rồi diễn tả rồi nói hết cái cực khổ của cha mẹ đối với mình nữa, lấy cái gì mà quyết cho đủ.
giấy tờ ở đâu mà biên chép cho hết. Chỉ có cách là mình báo ân cha mẹ bằng phương diện tinh thần. Nếu như cha mẹ còn sống thì mình lo miếng ăn, manh áo, nhà cửa thì đủ giúp cho cha mẹ mình đỡ đần về cái mặt vật chất. Còn về mặt tinh thần thì mình chưa giúp được. Cho nên hiếu thảo theo nhà Phật thì Đức Phật dạy có hai cách. Một là cha mẹ mình còn sống và khi cha mẹ mình đã mãn Phật, luôn khuyến khích người con làm đúng tinh thần của Phật dạy. Cha mẹ mình còn sống, mình khuyên cha mẹ mình tin luật nhân quả. Chỉ tin cái luật nhân quả không thì mình trả được cái trung hiếu. Còn mình cứu cha mẹ ra khỏi ác đạo như Tôn Giả Mù Kiền Liên, Đức Phật tán thán là đại hiếu Mù Kiền Liên. Còn trung hiếu ở đâu, tiểu hiếu ở đâu, trong kinh không có nói. Nhưng mà có trường đại học thì phải có trường trung học, phải có trường tiểu học, cái chuyện đó bình thường. Thì tiểu hiếu có nghĩa là nuôi cha mẹ bằng cơm tiền vật chất đầy đủ. Nói như vậy dễ nhưng mà làm khó lắm. Bởi vì mình cho cha mẹ ăn là phải kính. Nếu mình cho ăn mà không có cái sự cung kính thì mình nuôi con vật mình cũng cho nó ăn, nhưng mình có kính nó đâu. Vì vậy cho nên cho ăn mà phải kính trọng. Thứ hai là mình lo cho cha mẹ lúc bệnh hoạn, cơ cảnh khó khăn. Cơ bắt chí kỳ kính, lớn nhỏ bé già trên tuổi dưới bờ là mình hiếu với cha, với cha mẹ. Bệnh bác chí kỳ ưu thì cha mẹ bệnh thì mình phải lo, giàu thì mình đi bác sĩ bệnh viện cao cấp, nghèo mình hốt thuốc nam ở chùa Tịnh Độ. Nhưng mà cái lo lắng của con cái của cha mẹ, nhớ năm 1973 thầy giảng ở Càn Long ở Vĩnh Long, cái gia đình ông cụ này phải nói là giàu ở địa phương đó. Rồi ông ở với người con út, hỏi đến cái mùa thu hoạch lúa đó, người ta tập lúa người ta đem về đổ. Nhà trên có lúa, nhà dưới có lúa, ngoài sân có lúa. Nhưng mà ông già đau thì không có ai có ngàn hết. Cái bà hàng xóm mà tới bà mới nói: bà thấy anh Năm á, ba của tụi con nó đau khá quá mà không thấy đứa nào đưa đi bác sĩ đi khám bệnh hết vậy con. Con trai con cụ ông mới nói: đi chứ mày, đợi lúa có giá rồi mới đi. Như vậy mà từ lúa đem về chưa đổ vô kho, rồi phơi nó khô rồi đưa vô trong kho mà cắt, mà tới lúa nó lên giá thì chắc ông già đấy đem ra mày nghĩa ra vô rồi. Như vậy giàu có không phải nghèo, nhưng mà cha mẹ mình thì làm ngơ, đợi lúa có giá rồi bán lúa mới đưa ông già đi bệnh viện. Bà hàng xóm bà lắc đầu, bà nói như tụi con thì dễ hết cái ơn nghĩa đối với cha mẹ. Tao thấy người ta nghèo nhưng mà cha mẹ người ta bệnh người ta dạy liền cái chức tìm thuốc về cho cha mẹ uống. Còn bây giờ gia đình con thì lúa đổ đầy sân đầy nhà hết, mà đợi lúa nó lên tụi bố con chết rồi thì làm sao mà
đi bệnh viện làm sao mà báo hiếu. Đó là cái câu chuyện mà bệnh bắt chí kỳ luôn. Thứ ba là bán bắt chí kỳ ai. Gia đình có tan thế thì buồn chứ không được khóc. Đạo nhơ người ta còn dạy như vậy đó. Bởi vì khi cha mẹ mình chết mà mình khóc á, nó có hai cái tác hại. Cái thứ nhất á, nếu mình khóc bi lụy thì cái thần thức của người chết đó họ cảm nhận thương ghét, buồn vui, họ không tái sinh được. Thay vì lúc sinh thời họ có làm nhiều cái phước thiện, khi mà họ chết cái thần thức họ còn có thể tái sinh vào cái cảnh giới an lạc. Mình nhớ gia đình con cháu ôm cái tay mà khóc mà kể mà lễ thì cái việc tái sinh của cái thần thức đó trở ngại rất lớn. Cho nên đạo nho nó cũng nói là tan chí kỳ ai. Đạo Phật thì nói cái này chính xác lắm, nói kỹ lưỡng lắm. Buồn thôi chứ không khóc, bởi vì khóc làm cho cái thần thức đó chậm trễ cái việc tái sinh. Như vậy cư tắc chí kỳ kính, bệnh tắc chí kỳ ê, tệ tác tắc chí kỳ ai, tế tắc chí kỳ nghiêm. Nếu mà cúng ông bà cha mẹ là phải trang nghiêm. Thầy nói cái chuyện đám dỗ quý vị nghe, thì lấy cái bình để trên bàn ra đem xuống rồi nắm cái bình. Cái bông mua ở ngoài chợ về nó thọc vô cái bình thôi, lấy cái áo dài đó máng lên cái vai thôi, không xỏ hai cái tay. Không biết nó gấp rồi tới chiều tới 10 giờ đêm chưa tan cái đám nhậu đó hết. Mà cũng không bài, cũng cái kiểu vậy là tế tắc chí kỳ nghiêm thì nghiêm làm sao. Đạo Phật dạy kỹ lắm. Nhưng mà cái lễ trai tăng đó thì không có hạ ruột ở để mình tổ chức cái lễ trai tăng. Cái nơi này thỉnh được chứ dạ, con cháu có kinh phí hay là tiền của cha mẹ để lại cái kinh phí này để làm cái lễ trai tăng thì được nhiều cái phước đức lớn. Chứ không đợi là 49 ngày, không đợi một cái tín ngưỡng như vậy. Trong nhà Phật thì quan trọng nhất là cái lễ 49 ngày, cái thần thức họ đi tái sanh 9 ngày, đó là cái ngày mà thần thức họ đi tái sanh. Còn tất cả những cái ngày, cái lễ khác là tín ngưỡng dỗ thứ nhất, dỗ luôn, không có tính tiểu tường, không có tính hoàn toàn gì hết. Như vậy là cả cái miền Nam, miền Bắc cũng là đất nước Việt Nam, nhưng mà hai cái nghi lễ nó khác nhau. Thời gian năm rồi thì miền Bắc nó là dỗ đầu, họ không có nói tiểu tường. Rồi thứ hai nữa, mãn ta họ cũng không nói. Cha mẹ tin luật nhân quả là cha mẹ không làm ác. Phải biết nhân quả là nhân nào quả đó, sở tạo nghiệp bất phân, nhân duyên hội ngộ thời quả báo quần tử thọ. Cái chỗ mình tạo nghiệp không có mất thì mình cái quả báo mình phải gặp. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Làm việc lành là việc lành nó trả, mà làm việc ác là việc ác nó trả. Tử tế tư lương thiên địa bất tố, chính chắn lo lường trời đất còn có làm. Trời đất là ai? Là cái luật nhân quả. Thiên giống khôi khô sơ như bất lậu. Cái lưới trời lồng lộng, mà lưới đó là lưới gì? Đó phải lưới bắt cá. Mà cái luật nhân quả không thể đánh khỏi. Nhưng mình khuyên cha mẹ mình tin được cái luật nhân quả. Khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo, lắm giữ làm lành, ăn chay niệm Phật, thêm những cái việc đó là thêm. Mẹ làm thứ việc đó là cái thiếu mình trả khi cha mẹ còn sống. Bây giờ cha mẹ mãn thần thì trong cái tang lễ đó tuyệt đối mình không có sát sanh, không đốt vàng mã. Bởi vì hai cái việc này làm trở ngại cho cái tâm linh của cái người chết đó.
trở ngại lớn lắm. Bây giờ mình cầu siêu là siêu lên thiên giới, lên cảnh giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, hãy sanh trở lại làm người đầy đủ trước chuẩn vô gọi là siêu. Mà mình sát sanh thì mình hạ thấp cái phần tâm linh, họ không thể siêu sanh là quan trọng. Hai cái việc đó quan trọng nhất là không sát sanh là một, không đốt vàng mã là hai. Bởi vì ngày xưa đó, ông bà mình dặn cái con cháu đó, mai mốt chết đó, tụi con phải rải cái tiền vàng bạc ở đường cho ma nó lụm. Chứ mày không có rải nó, ma nó không có vàng bạc nó lụm, nó kéo về cái quan tài nặng lắm, khiên không có nổi. Cái lời nói đó là phản khoa học, hoàn toàn không đúng cái tinh thần của nhà Phật. Bởi vì sao khoa học người ta giải thích thế này? Con người của mình còn sống á, là trong con người mình là có cái năng lượng nó tỏ ra, bốn phía nó tỏ ra, thì nó làm cho cái thân xác của mình nó nhẹ hơn. Cái thân xác mà mình đun nóng nó có nhẹ hơn cái thân xác nó để nguội, là vì nóng là cái năng lượng nóng nó tỏ lên, cái thân xác nó nhẹ hơn. Còn khi mình chết á, là tất cả những cái lực nó đè nén xuống cái xác này, không có cái lực ở bên trong nó tỏ ra, cho nên cái xác chết nó nặng hơn cái người sống. Như vậy là khoa học người ta nói rõ ràng, mình không hiểu, rồi mình bày đặt cái chuyện giải cái tiền vàng bạc cho ma nó lụm, mà không có rải nó học lụm, nó làm cho cái hồn nó nặng. Như vậy là phản khoa học. Cho nên hai cái việc đó, bây giờ con cháu đó phải để cái tâm thanh tịnh, không cãi quả, không dằn ăn, không lớn nhỏ, mà phải thống nhất để cầu nguyện. Thay vì gia quyến các con phải tụng kinh, phải sám hàng ngày, nhưng mà không làm quen việc đó hay là khó tụng, khó quen, thỉnh chư tăng chư ni ban hộ trì tam bảo đến để trợ duyên cho cái việc mình hồi hướng cho cha mẹ, đọc kinh đại thừa. Khi cái thần tâm thức này họ nghe cái lời kinh của Phật thì cải ác tùng thiện, họ quy hướng về tam bảo, thì cái sự tái sanh của họ sẽ sớm hơn và tốt hơn. Nhưng mà gia quyến không làm được thì mời chư tăng, mời ban hộ niệm đến để trì kinh hồi hướng, hoặc tụng kinh Địa Tạng, hoặc tụng kinh Báo Ân, hoặc tụng kinh Di Đà. Nghĩa là kinh gì của Phật thuyết thì mình tụng, dòng lên đều có cái hưởng lợi lạc thôi. Có nhiều người hỏi chắc phải tụng cái kinh này, không tụng cái kinh khác. Nói như vậy nó không đúng với chánh pháp. Bây giờ người chết mình tụng kinh Pháp Hoa cũng được, mà tụng kinh Pháp Cổ Môn cũng được, kinh của Phật. Như vậy cái trong linh họ nghe được cái lời kinh của Phật đó là họ được cải ác tùng thiện, quy hướng đỡ cho những người nghèo khó, học sinh cơ nhỡi, còn những việc ở ngoài xã hội chúng ta nên làm. Không tổ chức cái tang lễ nó rườm rà, thầy kể thì đi giữ một cái tang lễ, quý vị nghe gần nhà cô Út Bạch Lan, thì bên cô nhà cô Út Bạch Lan cũng đưa đám ma, cái nhà kế bên cũng đưa đám ma, mà thầy thấy họ khóc, mà họ nằm dưới đất, họ lăn từ ở ngoài vô tới quan tài, thầy thấy tha thiết lắm, kể lễ mà khóc vui vàng lắm. Thầy đứng thầy chảy nước mắt, thầy thấy cái gia đình rồi con cái sao họ bế, họ thủ lễ kỹ lưỡng, họ quỳ, họ lại, họ khóc, họ kể lễ, họ lăn dưới đất vậy đó. Bây giờ ra đây họ uống bia, họ ăn thịt quay làm sao? Bên gia đình cô Út Bạch Lan đó, thầy ơi không phải đâu, nó có mướn đó, nó không có ơn nghĩa gì đâu. Như vậy cái lễ nghĩa của người con đó, cha mẹ mà mướn người ta khóc, như vậy
có thiếu không? Đừng có tiền làm cái chuyện đó là phi đạo đức, phi văn hóa. Đâu có cái dòng linh không cần khóc, mà cái dòng linh bây giờ cần gia đình phải làm cái chuyện hiếu thảo, cúng dường tam bảo, cố thí. Không như vậy cả hai cái phần hiếu của đạo Phật đó còn sống, và khi chết mình làm được cái việc đó để gọi là trả một phần nào trong trăm ngàn cái việc hiếu thảo đó. Mà mình được trưởng thành rồi, bây giờ mình được có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, đề cao cái sự ân nghĩa đối với cha mẹ mình. Khi người con bất hiếu với cha mẹ rồi thì tất cả sự tàn ác nào trên đời này họ cũng có thể chúng ta tin hiếu tử nói như vậy. Vì cha mẹ mình mang cái ơn trực tiếp, còn xã hội mình mang cái ơn gián tiếp. Mà mình phản bội cái ơn trực tiếp thì đối với xã hội họ coi thường. Nghĩa là cái người họ bất hiếu với cha mẹ thì tội ác nào, cái hành động nào phi nghĩa họ cũng có thể làm được. Như vậy Đức Phật chỉ hai cái ơn gián tiếp và ơn trực tiếp. Cho nên hôm nay nơi ra đường càng em buồn nhân thiếu quyến, các vị nghĩ trên cái ân ở mạng thần rồi, còn một chút ân nghĩa sanh thầm dưỡng dục, các con về chùa thỉnh tăng để cúng dường đại tăng hồi hướng thì rất quan thủy và xem đây là việc làm đúng dân dân làm. Thầy cầu nguyện cho hương linh của bà sớm được siêu thoát, cửu huyền đắc tổ của quý vị được nhờ cái phước đức cúng dường này mà được sanh về cảnh giới an lành, và hiện tiền trai gia hiếu quý quý vị được tăng phước tăng thọ để buổi lễ hôm nay được thành tựu viên mãn. Các vị hướng về tam bảo lễ Phật để chứng minh cho. Nam mô Thường Quang Thế Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Trên hòa thượng cùng hiện tiền chư tôn thiền đức đã từ bi hứa khả nạp thọ cho hàng Phật tử chúng con, mà còn ban bố những lời pháp vô cùng quý giá. Chúng con nguyện xin giáo phụng hành và đầu hành đảnh lễ cùng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư tôn đức tăng và tam bái lư hương xa. Thúc bá đệ huynh
thường hoặc các thường vĩnh ly khổ ách, xương ra kia cánh hạ bảo bình an, thu tống tạp tài đồng kinh và phước, ngưỡng vọng tam bảo thì từ gia hộ. Nam mô siêu lạc độ Bồ Tát Ma Ha Tát, trung thỉnh chư tôn cử ba cúng dường. Cúng dường tham tịnh quang tâm tịnh
gian đến thôi người đừng đánh mất. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái. Quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Cái câu cần để âm về quan nhân nhiều mặt, tới một mốt tôi cần để chiều sao mới tối, cần đọc quan sao mới bốn tối. Trần Ngọc Minh 58 tuổi, Trần Văn Hoàng 56 tuổi, Trần Kim Sơn 52 tuổi. Ngọc Ba Trai Chủ Lâm Kỳ Siêu Hồi Hướng Phong Tâm. Một Kỳ Hoa Giả Hương Linh Phụ Bà Phạm Tiện Lối. Pháp danh nhiều đức, sinh năm gia tức. Từ năm nhâm dần ngày 17 tháng 8, quê nương nhờ pháp lực công tâm hôm nay, cô bà hương linh cao đông Phật quốc, hiện tiền là toàn gia dương nguyên tâm. Ô tân tâm cán thiền bảo vệ bình an, thứ thời của tiên tiến nay. Ta biết ổn trùng lại chiến thắng gia đình nhân thận tâm bất tồn nhiên. Như thế gian duyên tất gia thương diệt sản tự nhiên tới tam thiên. Tăng gồng ba đức lợi nhân tiền pháp trở hoàn tâm. Tội tư tư quá nhiều quá hồng liên nam mô tâm lương. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.
tử thị giả bá công đức thị tử thiên giới. Hiện tại chúng sanh nghiệp tu thành biến nhập thì lo hoa đại giới. Đa trung ngô sư phát sư lân thị phát tẩy thị tử phá tăng trần phát sư trần. Phá ta tự kiểm thiên trừ nội ngoại đáng dịch đạt tràn sáng của một cái vui sinh. Kiên quê ban như tầm tịnh độ sở dị đạo nội ngoại chú gia chú trượng quế thấm và mu ý tông tâm lương. Bồ Tát liễu đầu cám bồ thị năng linh như thức chiến tập phương. Xin chiên câu quế tâm nguyên trừ linh tử. Phong sân tâm tâm tịnh cho hộ sai lãnh đạo lá đi tâm lương. Phong sanh tự tất cả chủ tiền tâm
xa từ xa. Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh. Tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời.
cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Ra và đa ra hồng phân tra niệm như ý châu chân ngôn nước bát công đức sông thơm khắp cùng người người vui sướng nơi lòng nhà nhà no ấm hạnh phúc cho nhau giàu sang phú quý anh hào trang nghiêm quốc độ mạnh giàu dân ta lâu đài các phượng nguy nga xinh xinh thành phố đẹp xa thôn làng câu kêu đường xa thân thang bắc trung nam việt dễ dàng lưu thông mênh mông đường biên đường sông lên cao đỉnh biết luồng hồng qua đèo vui sướng thay đẹp xinh như ý châu luân vương cháy ngập tràn hòa chàng nhân thế hạnh phúc an lành sương vui an pha nhật ra pha nhật ra pha đa ra hồng phân tra pha nhật ra pha đa ra hồng phân ra an pha nhật ra pha đa ra hồng phân ra.